Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã có buổi tiếp bà Sarah Hopper, tân tổng lãnh sự Úc tại thành phố Hồ Chí Minh nhân chuyến thăm bà làm việc tại Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh cảm ơn tổng lãnh sự tại thành phố Hồ Chí Minh đã luôn quan tâm và hỗ trợ thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua, đồng thời mong muốn với vai trò là tân tổng lãnh sự Úc tại thành phố Hồ Chí Minh, bà Sarah Hopper sẽ là cầu nối giúp các doanh nghiệp Úc và Việt Nam kết nối trên các lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố thông minh và chuyển đổi số, giáo dục đào tạo du lịch, xem xét khả năng tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa Việt Úc tại Đà Nẵng. Cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, bà Sarah Hopper, Tổng lãnh sự Úc tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ở cương vị mới, bà sẽ tăng cường vai trò cầu nối, hỗ trợ thành phố Đà Nẵng trong việc thúc đẩy giao lưu, hợp tác về văn hóa giáo dục, đặc biệt là trong kêu gọi đầu tư, viện trợ phát triển để thành phố có thể thực hiện tốt mục tiêu khôi phục và tăng trưởng kinh tế sau dịch Covid-19.